Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh TV. Hôm nay thì mình cận cảnh cho các bạn xem một cái con đó gọi là con rệp các bạn nhé. Con rệp này là một cái loại rệp rất là khó mà trị được nó, mà nó rất là hay, nó là một trong những cái con mà cũng hay nhiễm vào trong dâu tây. Thứ nhất, mình cũng đã từng có cái video chia sẻ cho các bạn về cái việc mà trị cái con này. Tuy nhiên thì các bạn biết một vài những cái đặc tính của nó. Các bạn có thể thấy là nó đang di chuyển đây này. Đó, các bạn thấy nó đang di chuyển đúng không? Đó, tức là tự nó cũng bò được đúng không? Nó bò từ cây này sang cây kia. Nhưng cái vấn đề là thế này các bạn này. Khi mà các bạn thấy cái mảng trắng trắng á, là tự nó sẽ sinh ra một cái lớp trắng. Mình đã từng nói với các bạn là một cái vỏ bọc để nó bọc ở ngoài đấy. Cho nên các bạn mà khi mà tìm không được nó nhá, tìm không được nó mà các bạn chỉ có đi phun những cái trắng trắng là không bao giờ là lấy nó, mà các bạn muốn tận gốc là các bạn phải tìm được nó này và các bạn diệt nó đi ha. Chứ còn phun thuốc mà các bạn phun không trúng nó, tức là nó sẽ nhả một cái rệp trắng ở một nơi và nó lại đi chạy ở một nơi thì nó rất là khó. Và cái rệp trắng á, thì rất có thể là nó bọc ở ngoài cái bản thân nó và nó bọc ở ngoài nó và nó sẽ kiểu như là nó phủ ở ngoài và chúng ta có xịt thuốc á, thì nó sẽ là chỉ có ngấm ở cái ngoài thôi và nó không đủ cái độ để nó say và nó nhiễm đất nhiễm cho nó để nó chết. Thì các bạn hết sức lưu ý. Đấy, các bạn thấy không? Đây này. Hôm nay mình vừa phát hiện được ở trên một cái cây lan nó có thể nhiễm từ những cái cây cảnh khác sang các bạn nhá, đặc biệt là trong cái những cái chậu cây cảnh mà để rợp là nó hay sinh những cái con này trong cái nách lá. Các bạn lưu ý nó chỉ cần một vài con thôi nhưng mà nó cũng rất là tác hại, bởi vì kiến là nó bắt đầu nó sẽ đến, nó sẽ công, thậm chí là tự nó di chuyển và nó công và nó cũng đẻ rất là mạnh, nó cũng hút cây, rồi nói chung là nó tạo ra một cái môi trường nó nhiễm bệnh cho dâu tây, nó rất là khó chịu. Thì các bạn hết sức lưu ý, nhắc lại các bạn là các bạn hãy tìm thấy nó nhá, tìm thấy là nó di chuyển này này, các bạn thấy chưa? Hãy tìm thấy nó và diệt, chứ còn cái phấn trắng là không có. Cái phấn trắng mà các bạn chỉ cứ bỏ là cái nhiều khi là thấy phấn đấy nhưng mà không có nó là không được đâu đó các bạn nhá. Đấy chứ bạn hết sức lưu ý. Đấy, nó bò rất là mạnh luôn. Nó bò rất là mạnh luôn. Đây là các bạn hết sức lưu ý nhá, đó, phấn trắng các bạn nhá. Dẹp phấn trắng, nó bản chất là nó của nó có một cái con luôn đó. Đây này. Bạn thấy không? Phải rất là kỹ luôn thì mới phát hiện được thấy nó các bạn nhá. Đấy. Cái điện thoại nó mờ, các bạn sẽ không thấy được đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Lưu ý các bạn nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn lưu ý về cái rệp phấn trắng nhá.